Chào các bạn, mình là Bảo Siêu. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn hai cách may viền cơ bản nhất, đó là viền lật hay còn gọi là viền dấu và viền bọc. Đây là hai cách viền hay được sử dụng cho cổ áo, nách áo và các đường xẻ cổ hoặc là xẻ cửa tay. Khi làm cổ viền để dễ nhất thì mình sẽ may và vắt sổ một bên vai vào trước rồi mới tiến hành viền. Bản dây viền lật là 2,5cm nên cắt canh chéo 45 độ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ may mặt phải của dây viền áp vào mặt phải của cổ áo. May xong sẽ được như thế này. Cắt bỏ phần thừa. Tiếp theo thì mình lật dây viền về bên đường may để mí lên dây viền. Cuối cùng thì chúng ta lật mặt trái lên để may cuộn dây viền. Gập lần 1 sẽ trùng với mép vải này. Tiếp tục gập thêm lần nữa và chạy mí lên mép gập trong này nhé. Lần gập sau này sẽ giấu hết dây viền vào mặt trái. Và đường mí ban nãy sẽ giúp chúng ta gập dây viền đều và không bị lộ ra mặt phải. Mặt trái chúng ta sẽ nhìn thấy dây viền đây. Và mặt phải thì chỉ có một đường chỉ duy nhất như thế này. Sau khi viền cổ xong thì ta mới may nốt bên vai còn lại. Với phần nách của váy này thì mình cũng làm viền lật tương tự. Nên mình sẽ đi viền trước rồi mới may sườn. Cũng là một chiếc cổ áo viền, nhưng mình sẽ dùng viền bọc. Vậy thì quy trình may vẫn sẽ giống như viền lật, chỉ khác ở cách làm dây viền. Và bản dây viền bọc thì cần cắt 3cm, dùng canh chéo 45 độ. Ở kiểu này, mình sẽ may mặt phải của dây viền vào mặt trái của cổ áo.
Nhìn thì cũng giống như viền lật thôi nhưng là may vào mặt trái. Sau đó sẽ lật mặt phải lên để tiến hành cuộn viền. Lần này mình không gập bằng mép phải nữa mà sẽ gập cho hai mép chạm nhau. Như thế này đấy. Gập tiếp lần nữa để dây viền che đi đường chỉ vừa may. Và mí lên mép trong này. Nhớ là gập phải đủ để che đi đường chỉ này nhé. Với cách viền này thì cả mặt phải và mặt trái đều nhìn thấy đường viền như thế này. Như vậy là mình đã hoàn thành xong hai kiểu viền cơ bản. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ Bà Siêu. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.